Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi Tý. Bước sang tháng 3 năm 2019 âm lịch, vận trình tháng của người tuổi Tý lâm tượng tam hợp, vận thế sự nghiệp tăng mạnh, có cơ hội đi xa hoặc khẳng định năng lực. Tháng có vận quý nhân vượng, mệnh dạn mưu đại sự sẽ có người trợ giúp về tài chính và vấn đề chuyên môn. Được chính tài phù trợ, tài vận tháng này khá sáng, có thể đầu tư ở các hạng mục ít rủi ro, tuy nhiên có dấu hiệu tranh chấp, xung đột về tài chính. Về mặt sức khỏe, bạn mệnh chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng ngộ độc thực phẩm ở nơi lạ và các chứng bệnh liên quan đến dạ dày, hệ tiêu hóa. Chuyện tình cảm trước nghịch sau thuận, kiên nhẫn xử lý từng việc nhỏ, mọi rắc rối ắt được hóa giải. Một số bản mệnh đón tin vui về đường con cái. Tử vi tháng 3 năm 2019, âm lịch của người tuổi Tý, sự nghiệp. Xem tử vi 2019, bước sang tháng Mậu Thìn, người tuổi Tý không chỉ phát huy được năng lực của mình mà còn có người giúp đỡ trong công việc. Nhờ có tam hợp che chở nên môi trường làm việc trở nên hài hòa hơn, nhờ đó mà bạn có thể hoàn thành tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, hiệu quả công việc tăng đáng kể. Có người còn được trao cho trọng trách quan trọng và đây sẽ là cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân. Nếu có thể phải đi xa thì cũng đừng nề hà gì nhé, hãy luôn sẵn sàng cho mọi việc. Tứ lục chủ tinh gặp tam bích tại hướng nam rất có lợi cho ai đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Tý tháng 3 năm 2019 âm lịch, tài lộc. Theo tử vi năm 2019 của tuổi Tý, nếu bản mệnh có tham vọng gì đang ấp ủ bấy lâu nay thì ngay bây giờ có thể tiến hành. Nếu khó khăn sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình, cho dù đó là vấn đề liên quan tới tiền bạc. Nhờ chính tài trợ lực mà bạn hiểu rõ hơn về các cơ hội đầu tư. Bạn chấp nhận rủi ro trong khả năng phù hợp, nhưng trong hợp đồng nhớ nêu chi tiết, tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Khác với tử vi tháng trước, phi tinh tháng có cửu tử và bát bạch ở vị trí trung cung cho thấy các điều kiện rất thuận lợi để bạn thúc đẩy việc gia tăng tiền bạc. Để tránh việc làm giảm bớt vận may thì ở vị trí trung cung, con giáp tuổi Tý luôn phải dọn dẹp sạch sẽ, rác bẩn trong nhà, nếu có thì dọn ngay, không nên để qua đêm trong nhà làm ảnh hưởng vận khí gia đình bạn. Tử vi tháng 3 năm 2019 tuổi Tý âm lịch, tình duyên. Lịch vạn niên năm 2019 chỉ ra rằng vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch này không đêm đềm như trước, nhưng may mắn là mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Khi bạn đủ kiên nhẫn xử lý vấn đề của mình thì mọi sự lại hành thông, đôi lứa lại vui vẻ, tâm đầu ý hợp. Vì thế, hãy cứ tự tin vào những gì mình đang làm nhé! Gia đạo lúc này an yên, mọi người trong nhà biết lắng nghe và thấu hiểu nên không còn chuyện to tiếng, cãi cọ như trước. Nhiều cặp vợ chồng ban đầu không hiểu ý nhau cho lắm, nhưng không có gì đáng ngại. Một số cặp đôi còn hân hoan đón tin vui về con cái, hoàn thành mục tiêu săn heo vàng trong năm nay. Tử vi tuổi Tý tháng 3 năm 2019 âm lịch, sức khỏe. Xem lịch vạn niên năm 2019, nếu bản mệnh có biểu hiện nào đó không tốt về sức khỏe thì đừng vội nghe theo lời khuyên của ai đó mà làm theo. Cơ thể mỗi người một khác nên có thể thuốc này hợp với người này nhưng không hợp với bạn đâu. Trời ấm hơn nên dễ có nấm mốc do thời tiết ẩm vào những ngày mùa xuân. Do đó nên để ý hơn trong vấn đề ăn uống. Tốt hơn hết là ăn hết trong ngày, đừng để tủ lạnh qua đêm. Nếu thường xuyên di chuyển nên cố gắng chuẩn bị đồ ăn sẵn ở nhà phòng khi đói. Tránh ăn uống linh tinh sẽ dễ bị ngộ độc, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Nhị hắc chủ tinh gặp tam bích ở hướng đông bắc cho thấy sức khỏe trẻ nhỏ không được tốt, bạn nên chăm sóc nhiều hơn, nhưng quan trọng là phải đúng cách trong thời gian này. Đừng quên theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp trên Lịch Nghề Tốt để có được những lời khuyên hữu ích về sức khỏe nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý. Mậu Tý, hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết: thực hiện tham vọng của mình bằng những bước đi thật nhỏ. Quý nhân: hợi, dần, tiểu nhân: mão, dậu. Màu sắc may mắn: đen, trắng. Cảnh Tý, thổ, nam Vân Hán, nữ là hầu. Khẩu quyết: tử vi tháng 3 âm lịch năm 2019 tuổi Tý chỉ nên tập trung chăm sóc bản thân thôi. Quý nhân: dậu, dần, tiểu nhân: mùi, thân.
màu sắc may mắn, cam, xám. Nhâm Tý, mộc, nam thủy diệu, nữ mộc đức, khẩu quyết, chớ để ý việc của người, quý nhân, sửu, ngọ, tiểu nhân, mùi, thân, màu sắc may mắn, đen, trắng. Giáp Tý, kim, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, hãy theo đuổi mục tiêu đến cùng, chớ bỏ cuộc. Quý nhân, Tý, Dậu, tiểu nhân, Mão, Mùi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. Bính Tý, thủy, nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết, hãy tự mình giải quyết vấn đề. Quý nhân, Dần, Thìn, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tử vi tháng 3 âm lịch năm 2019 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất và hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại.